Chúng ta cài đặt xong Visual Studio thì các em sẽ chọn vào Visual Studio nhá. Cái này. Visual Studio 2022 này. Sau đấy thì nó hiện ra cái hộp thoại này, chúng ta chọn cái Create a new project này. Create a new project nha. Sau đó thì chọn Control Control app này. Control app với này. Bên này nó có sẵn rồi thì tôi chọn luôn được. Chọn Next. Sau đó đến phần project name, chúng ta có thể đặt tên hoặc là để theo tên mặc định như thế cũng được. Tôi có thể đặt tên cho nó là CH1104 này. Ở dưới nó có cái lựa chọn là đặt place a solution and project in the same directory. Đặt cái solution và project ở trong cùng một thư mục luôn. Đấy, cũng được này. Location tức là cái vị trí lưu trữ của solution của ta. Thì project của ta thì ta có thể tự tạo một cái thư mục mới cũng được này. Tự tạo một thư mục mới này. CH1104 này. Next. Sau đó nó sang phần chọn framework, thì ở đây bản 2022 nó sẽ có cái framework là .NET 6.0. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cái gọi là long term liên quan đến cái lập trình ở dạng rút gọn, giống như kiểu Python ấy. Giống kiểu Python thì chúng ta sẽ không 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 xài cái đó, nên chúng ta sẽ chọn là do not use top level statements nhé. Chọn là do not nhỉ, do not use top level level này. Sau đó chúng ta nhấn create. Thì lúc này ta sẽ được một cái giao diện tương ứng sau khi tạo xong project. Thì chúng ta có một cái cấu trúc là có giúp chút chút theo dạng như sau, là đầu tiên là solution trước. Trong solution này nó có thể là có nhiều project, có thể có nhiều project nhỉ. Thì chúng ta được quyền tạo nhiều project bên trong một solution. Kích thước của cấu trúc của nó là như thế nhá. Thì trong một project thì ta lại có thể tạo ra nhiều cái file và cái đuôi của nó là .cs. .cs tức là C# ạ. C#. Thì ở đây người ta sẽ tạo sẵn cho mình một cái file có tên là program.cs. CS tất của C# nha. Thì trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy cấu trúc của nó. Đầu tiên là namespace. Namespace. Cái tên của namespace này thì nó giống với tên của solution cũng như là project tương ứng. Sau đó đến một cái internal class, thì cái này chắc là chúng ta sẽ thể sẽ nói đến sau. Trang phần lập trình của đối tượng với C# thì sẽ đến sau nhé. Và ở bên trong đây thì các em sẽ nhìn thấy có một cái hàm có tên là main. Nó có cái gì đó nó giống với lại hàm main ở trong C. Thực ra là C# nó được tạo lên từ C++ cộng và Java, nên nó sẽ có những cái cấu trúc khá là tương tự và khá là giống giống với lại C cộng, C++ cộng cũng như là Java. Thì trong đấy nó bắt buộc phải có một hàm main thì nó mới chạy được, giống hệt như C của chúng ta học ấy. Thì cũng thế. C của chúng ta học là
là cũng cần phải có hàm main nó mới execute được. Thì ở đây cũng vậy nha, thì ta có cái hàm main nó hơi khác biệt một chút so với hàm main ở PC, đó là theo cấu trúc mặc định sẵn của nó nhỉ, là static void main. Trong đấy thì cái từ void, cái từ khóa void ấy thì nó giống như C, nó là một kiểu dữ liệu các em nhé, nó là một kiểu dữ liệu. Còn cái hàm main hay là cái phương thức main ấy thì nó là chữ M in hoa, in hoa. Thì ở trong C Sharp tất cả các hàm thì đều được được đặt tên theo theo dạng là tất cả các ký tự đầu tiên của tất cả các từ của cái hàm đấy đều viết hoa hết. Dạ, tên nó hình lại một chút, nó có một cái phần đối số cũng cũng khác biệt so với cả C nhá. Còn cái từ khóa static nó là liên quan đến từ khóa mà nó hướng theo cái hướng tượng một chút, cho nên là sang phần hướng tượng thì thầy sẽ giải thích sau về từ khóa static này. Ở đây các em cũng sẽ nhìn thấy người ta dùng các cái cặp ngoặc xoắn để thể hiện các cái khối này nhé. Cho cái chữ nó to ra một chút nha, nó dễ nhìn nha. Thì ở đây hàm main cũng thế, cũng sẽ có một cái cặp ngoặc xoắn đây để thể hiện khối lệnh nhé. Khối lệnh bên trong hàm main sẽ là các cái lệnh, và các em sẽ nhìn thấy có lệnh đầu tiên console chấm write, sau cặp ngoặc tròn bên trong là một cặp một à, cặp nháy kép, và bên trong cặp nháy kép là cái nội dung mà ta muốn hiển thị. Thì cái này nó giống như là printf của C, tác dụng của cái console.write này nó giống như printf của C em nhé. Có nghĩa là nó sẽ in in một cái nội dung nào đó ra ngoài ngoài output. Kết thúc lệnh thì cũng chấm phẩy luôn, chấm phẩy lên C nhá. Đấy, bây giờ ta muốn chạy nó thì ở bên trên này các em sẽ nhìn thấy nó có một cái biểu tượng hình tam giác màu xanh green đấy, chúng ta kích vào đấy nhỉ, ta chạy. Thì các em cũng sẽ nhìn thấy có một cái màn hình output ở dạng console giống như C, và nó hiển thị đó, nó hiển thị hello world. Cho nên nó ghi là press any key to close this window, giống như C đó, cả giống C nhé. Nhưng đây nhá, để chạy nhá, chúng ta có thể nhấn F5 để chạy. Ta thay vì bấm vào cái nút hình tam giác màu xanh như này, màu xanh green đấy, đó, thì chúng ta có thể nhấn F5 để chạy. Thì nhấn F5 ấy thì là nó vừa biên dịch xong nó vừa chạy. Đó, nó vừa dịch xong nó vừa chạy. Còn nếu mà chúng ta muốn chạy 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 luôn đấy, chạy luôn, chúng ta có thể nhấn Ctrl F5 nhé. Dạ, chạy Ctrl F5 nhé. Thì ở đây cái thầy nhắc lại là cái cách thức để chúng ta hiển thị một cái nội dung gì đó ra ngoài màn hình hiển thị là chúng ta dùng console.write. Cái console.write này ấy là nó có nghĩa là nó sẽ write ra cái màn hình hiển thị, thì write ra output ấy, cái nội dung nằm trong cặp nháy kép này này. Đấy. Sau đó thì xuống dòng, nó viết xong thì nó xuống dòng nhỉ, nó viết xong nó xuống rồi. Ở đây ví dụ như thầy có một cái bên trên lệnh này thì tạo một lệnh khác nha, console này,
nó hiện ra gợi ý cho mình này, chọn này, chấm này, right. Ở đây nó có hai loại nhỉ, right line và right, để chọn right này. Ví dụ như là hai chẳng hạn này, kết thúc lệnh phải chấm phẩy nhỉ. Thì ở đây ta sẽ có hai loại write là write thường, tức là write không xuống dòng, và write line tức là viết nội dung ra xong thì xuống dòng. Ở bên trên thì đang viết nội dung ra xong rồi nó không xuống dòng, ta chạy thử xem sao nhé. Các em sẽ nhìn thấy là đó, hai xong rồi hello luôn, nó không phải xuống dòng như ta. Dạ. Như vậy chúng ta đang có hai loại write, đó là write thường và write line, write không xuống dòng và write xuống dòng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen một chút với các cái write và write line này nhé. Thì các em sẽ về comment, comment thì nó giống như là C các em nhé, giống như là C. Chúng ta sẽ cũng có cái comment một dòng thế này này. Đây là comment một dòng này. Và comment nhiều dòng thì sổ phải sao này. Sao sổ phải. Comment cho nhiều dòng. Đây là comment multi-line. Dạ, nhé. Rồi. Comment một dòng, comment nhiều dòng. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với console.write thêm một chút nữa nhé. Chúng ta sẽ write ra một số thông tin về bản thân nhé. Ta sẽ gọi là write some information vào bao bao nhiêu chứ, bao gồm có name, age, study, like, dislike. Các em thì biết rồi nhé, một số thông tin dùng console like, biết một vài thông tin để làm quen thôi với console thôi. Tên là gì, tuổi, học ngành gì, thích gì, không thích gì. Bằng cách dùng console hoặc là console like nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang nói về vấn đề biến nhờ. Thì chúng ta có này, để khai biến báo biến ở trong 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 C# thì nó cũng khá là tương tự như ở trong C thôi. Ta cũng bắt đầu bằng kiểu dữ liệu, sau đó thì đến tên biến, ví dụ như là A chẳng hạn, và ta cũng được quyền gán luôn giá trị từ đầu cho nó. Ở đây nó sẽ có một cái gợi ý khá là thuận tiện cho ta, bảo là tab to accept, tab to accept đấy kiểu. Ở đây những biến nào ấy mà chưa được dùng đến, mới chỉ khai báo thôi mà chưa được dùng đến, thì nó sẽ có một cái gạch chân màu xanh, nó báo rằng là cái biến này khá là nó chưa có được sử dụng đến bao giờ cả.
số này có một cái gợi ý luôn này, mình muốn khai báo biến thêm thì mình vào đây in flow chẳng hạn b bằng 1.5 chẳng phải. Thì ở đây nó sẽ có một cái điều, đó là cái kiểu dữ liệu mặc định trong C# là double, cái double double nó giống như trong C, nó cũng có kiểu double, nhưng mà trong C kiểu mặc định đó là kiểu in, thì trong C# nó là kiểu double. Vì thế ở đây các em nhìn thấy thì các báo là float b bằng 1.5, thì cái 1.5 này nó lại báo lỗi ở đấy, nó báo lỗi ở đấy. Thì lúc này 1.5 ấy nó sẽ hiểu là 1.5 là giá trị kiểu double. Thì double nó không có được, không thể được gán cho một cái biến kiểu float được. Vì thế mà ta sẽ cần phải báo cho trình dịch biết rằng là cái anh này là 1.5 kiểu float. Chúng ta để cái hậu tố là f thường ở đằng sau như này, hoặc f hoa cũng được nhé, f thường hoặc f hoa các em nhé, 1.5 f thường hoặc f hoa này đều được nhé, f thường hoặc f hoa được các em nhé, để báo rằng là đây là cái số, cái giá trị có kiểu float, trị kiểu float. Thế và nếu mình muốn write nó ra thì mình write như bình thường thôi, ta sẽ có này cách thức write như sau nhé, là ví dụ như là b bằng chẳng hạn cộng với b, ở đây chúng ta sẽ dùng cái phép cộng để chúng ta ghép chuỗi, nó chạy thử xem sao nhé. B bằng 1.5. Thì ở đây C# nó sẽ thoải mái hơn cho ta ở cái chỗ này, nó là trong C chẳng hạn. Chúng ta muốn ghép chuỗi chúng ta phải dùng hàm hàm FTRCAT để ghép chuỗi, nhưng mà trong đây thì chúng ta dùng toán tử cộng là xong. Ta ghép chuỗi. Và ở đây một chuỗi với cả một số hoàn toàn ghép được với nhau bình thường. Hoàn toàn ghép được với nhau nhé. Tiếp theo là ở đây thầy cho A bằng B nhân 2 chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là nó không có được, không được là bởi vì cái B này nó kiểu float nhân với 2 thì chắc chắn kết quả nó là float, nó không thể gán cho một cái biến kiểu in được. Cho nên mình muốn muốn đảm bảo cái này nó đúng, nó chạy được, thì mình phải đảm bảo dữ liệu bên này nó phải có kiểu in, hay nói khác là mình phải ép kiểu. Ép kiểu thì cái cách thức ép kiểu nó giống như C, chúng ta cũng dùng một cặp ngoặc tròn nằm bên trước, và bên trong ghi cái kiểu mà ta muốn chuyển chuyển sang. Em thấy nó khá là hiện, đại, nó cho mình gợi ý luôn, cho mình nhấn tab vào nó là mình đồng ý cái gợi ý của nó, đỡ phải rất nhiều đấy. Ở đây thì ngoài cách thức viết bên trên, chúng ta cũng có thể viết theo kiểu prenet của C, nhé. Write này, A bằng đấy, phẩy A. Cái cách thức
Thế này. Tức là cách thức viết theo kiểu của prenet là viết theo kiểu có định dạng đấy, wow. Định dạng, nhưng mà đây C# nó sẽ đơn giản hơn. Cái vấn đề là ta không cần phải định dạng là dùng cái phần trăm gì, mà đơn giản ta dùng cái cặp ngoặc tròn ở đây. Dạ, ngoặc tròn. À quên, cặp xoắn. Cặp xoắn ở bên trong cái cặp nháy kép nhé. Như này này. Xong rồi nếu như ở đây ta có ta, thực ra đây ta chỉ có một một biến để ta hiển thị thôi, thì nó sẽ bắt đầu là không nhỉ, nó không. Thế còn nếu ví dụ như là mình có thêm một cái nữa, b bằng mình in cho cả b chẳng hạn, thì đây sẽ là một a phẩy b. Dạ. Lúc này anh a sẽ được để vào vị trí mà có cặp một xoắn với số 0 bên trong. Còn B được để ở vị trí cộng một xoắn có cặp với số 1 bên trong. Nó bắt đầu từ 0 nha em. Nó chạy thử xem. Đó. A bằng 3, B bằng 1.5. Thì nó sẽ đơn giản hơn so với C. Wow. Đơn giản hơn so với C. Ở đây nếu mà chúng ta muốn rằng là ví dụ như con trỏ vị trí, nó đang ở vị trí này này, mà nó không phải là ở dưới cuối của dòng lệnh, mà chúng ta muốn xuống dòng mới luôn ấy, thì chúng ta nhấn tổ hợp phím là Shift Enter nhé. Đó, nó sẽ nhanh, đỡ phải xuống cuối xong rồi nhấn Enter. Đang ở đây này, nhưng mà đang ở đây nhé, tôi nhấn Shift Enter, nó xuống luôn này. Ở đây chúng ta muốn khai báo một biến biến ở dạng và biến hàng hay là hàng đó, thì ta sẽ dùng cách thức nó cũng tương tự như trong C, là chúng ta cũng dùng cái từ khóa là const, const để khai báo một hàng nhé, hay là biến hàng đó. Tất nhiên là sau khi đã có được biến hàng đấy mà mình định thay đổi giá trị của nó là nó sẽ không chấp nhận. Này cho báo lỗi đấy. Đây là cái tức là constant nha, cái báo cái hàng. Hàng hay là biến hàng. Còn việc sử dụng nó là dùng như là biến thông thường thôi. Đó, chẳng qua là nó không cho phép thay đổi giá trị thôi. À, đây không phải là, đây là xôi chứ, xôi nhé, xôi chứ không phải là đo, xôi 100 độ ấy đúng không? Đấy, xôi 100 độ, xôi 100, tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ nói đến vấn đề về input nhỉ, nên nhập liệu nhỉ. Về vấn đề nhập liệu thì C# cung cấp cho chúng ta đến ba cách thức để nhập liệu, ba cách thức nhập liệu cơ. Nên chúng ta sẽ
sẽ có thể sử dụng thoải mái một trong các kiến thức đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có một cái một cái thông báo là những cái gì đấy nhỉ? Dụ input A chẳng hạn, A bằng convert chấm to, ở đây thì sẽ có, nó không có kiểu convert to to in thông thường, ở đây nó sẽ có một cái gợi ý là in 32, in 64, in 16, thì cái trong đó cái in 32 chính là tương ứng với kiểu in thông thường các em nhé, in 32 này, in 32 nhá, là ứng với lệ, tương ứng với lệ kiểu in thông thường nhé. Console chấm readline, chúng ta cần một tròn nha. After input A bằng một hai ba bốn, after input A bằng một hai bốn. Thì đây là cách thứ nhất. Đó là ta dùng cái convert, convert chấm nhỉ, tu cái gì? À, cái này em à, không, ở đây thì mình chỉ thấy cộng thì dùng phép cộng để ghép chuỗi thì không cần, khi mình muốn hiển thị theo kiểu kia thì mình dùng phẩy phẩy a, còn nếu mà mình muốn kiểu dùng gọng nhọn như này thì thay cộng là bằng phẩy đấy, như này này, wow, giống như trong printf của C. Còn ở đây thì vì hiển thị có mỗi một biến này nên thầy cộng luôn a cho nó gọn ngắn hơn, wow, cái thức dùng nó sẽ ngắn hơn đó, nó sẽ ngắn gọn hơn. Chuỗi mình dùng à, thầy dùng phương pháp ghép chuỗi là ngắn gọn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó sẽ hoàn thành cho mình cái việc là và mình chỉ có thể nhập vào phần số một số cũng cần phải là một phát tán để và tức là nó dừng hoàn thành cho mày không có dòng chất. Dễ nhỉ các em nhỉ? Ta có thể hiểu nó giống giống như scan ấy. Giống như là cái scanf ở trong C. Dạ, tức là scanf trong C nó cũng được dùng để nhập liệu đấy, đúng không? Thì ở đây cái convert to in32 này. Để giải thích cho một chút nữa nha. Cái int này. Kiểu in đó, kiểu in như giống như trong C đấy, đúng không? Thì cái này nó tương đương với lại int32 nhỉ. Ở đây tại sao lại phải có một cái gọi là int32, sao không là in luôn mà lại phải int32? Cái int32 này là nó là cái kiểu dữ liệu theo kiểu gọi là theo gọi là wrapper. Là kiểu là cái bộ hộp và cái trình gộp cái kiểu dữ liệu mang tính chất là tổng quan. Thì C# là ngôn ngữ là một ngôn ngữ lập trình thuộc bộ .NET mà chúng ta vừa cập về là hay là bộ Visual Studio ấy. Thì trong cái bộ Visual Studio này ấy, nó không phải là chỉ có mỗi cái hình thức lập trình kiểu console application như ta đang học đâu. Ngoài ra còn có WinForm, có WebForm và các loại khác nữa. Dạ. Thì và các cái bộ bộ khác nữa. Thì nếu chúng ta muốn rằng là cái code ở đây được mà được dùng vào cái phần phần khác hay cái bộ hay là cái dạng ứng dụng khác như là WinForm hay WebForm này thì có đấy mà được dùng như vậy thì lúc này cái int32 này sẽ là cái gọi là nó mang tính chất là tổng quan, có nghĩa là bất kỳ bộ công cụ nào đều hiểu int32, hiểu trực tiếp luôn. Dạ. Nhưng mà kiểu int này thì chưa chắc nó hiểu được, nó sẽ có một cái gọi là cái giống như kiểu kiểu dữ liệu dùng chung cho tất cả cái bộ nha, chung hay là kiểu dữ liệu chung cho tất cả các cái bộ công cụ. Đấy. Nó dịch sang bất kỳ một cái tức là nó có dịch ở bất kỳ một công cụ nào thì nó đầy hiểu được in32 là kiểu in kiểu nguyên, nhưng mà ngược lại nó lại không hiểu được in, chưa chắc nó hiểu được in là in ba là kiểu nguyên. Vì thế mà nó có một cái dùng chung ở đây hay là cái kiểu dữ liệu theo kiểu chung cho tất cả các cái tool tool đấy, thì đó là trong trường hợp này là int32. Thế thì đây là chuyển đổi thành int32, thực ra là nó sẽ là tương đương với lại in đấy. Bên trong này chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái console chấm readline. Cái console chấm readline này nó sẽ dừng màn hình cho ta khi ta chạy, nó dừng màn hình lại cho ta nhập nhập cái gì đó. Đó nha, nó dừng màn hình lại. Thì đây chính là tác dụng của console.readline. Nó dừng màn hình lại cho mình nhập một cái nội dung gì đó. Dự nhập số này. Xong sau đấy thì cái convert này nó sẽ chuyển đổi cái nội dung đó thành to int32. Tức là
sang kiểu in đấy nha. Đó thì lúc này nó đối số của tôi là T32 là cái console.readline này nhé, nó dừng màn hình lại cho mình nhập nội dung gì đấy, sau đó nó convert hay là nó chuyển đổi sang dạng hay là con convert sang kiểu in nhá. Đó, cách thức của nó như thế nhá. Cho nó có con số dấu này nha. Tiếp theo là cách thức nhập liệu thứ hai nhé. Cái nhập liệu thứ hai nhé. Thì ta sẽ có cách thứ hai là ví dụ B. B là được khai báo ở bên trên này, nó có kiểu là float. Thì ta sẽ nhập liệu cho nó theo cách thức như sau này. Float.pass console với lại sau đó ta sẽ đưa ra cái kết quả after input b bằng cộng với b. Đây này, bên trên này thầy sẽ cho một cái prompt nhé, một cái prompt là input B chẳng hạn. Cái này để tôi sẽ thử ra nha. A một hai, B là 23.45 chẳng 456 chẳng đó. Thì after input B sẽ bằng 23.456. Đây là cách thứ hai. Thì đối với các cái kiểu dữ liệu nó sẽ có một cái method gọi là pass, trong đối số của nó sẽ là có một cái console.readline, là cái này nó giống như là cái scanf, nó sẽ dừng màn hình cho mình nhập. Nhưng mà ở đây nó sẽ nhập vào dạng chuỗi, sau đó sẽ pass, nó sẽ chuyển đổi thành dạng float, sau đó nó sẽ gán lại hay là lưu lại cho mình. Và cách thứ ba nhé, nhưng mà cách thứ hai chúng ta dùng cái cách thức là kiểu dữ liệu sau đó chấm pass này. Cách thứ ba nhé, thì để có cách thứ ba ta sẽ khai báo một cái biến là double đi, double c nha, ta sẽ có là double chấm try pass, try pass đối với cursor chấm deadline AOC. Có một cái dòng nhắc đi.
Ipussy. After input C à C chạy chạy thử nha. A B C là 67 chấm 890 đó, after input C vào xong. Đây là cái vấn đề về nhập liệu các em nha. Ta tiếp tục các em nhé. Hai lệnh đây đây à, đây à, đây cũng là một cái thước để nhập liệu nhỉ. À cái try price này này, bây giờ để nhập cái này nhỉ. Hai cái input C là chính là cái dùng cái try pass này đúng không? 4 C chẳng. Ở đây các em sẽ nhìn thấy rằng là nó không có lỗi gì này. 4 C nó không phải là số đúng không? Nói chung nó không lỗi gì nhỉ. Để ta sẽ thử cái bên trên này. A 1 phát sinh ngoại lệ này, đã khá là phát sinh lỗi này. Như vậy có nghĩa là dùng cái convert, nếu mà nhập không có đúng là nó sẽ lỗi đấy. Bây giờ cái pass cái này đúng, cái này sai này. 5 nó có lỗi này. Thì dùng cái try pass nó sẽ giúp cho ta tránh được cái tình huống lỗi như thế này. Đó. Thì đấy là cái ý nghĩa của try pass này ở đây nhá. Nó sẽ cho phép ta có thể tránh được cái lỗi xảy ra khi ta nhập liệu nó không có đúng. Nó không đúng. Thì khi mà nhập liệu không đúng như vậy try pass nó cũng không ngắt chương trình ngay, mà
và nó cũng không hề có phát sinh lỗi gì cả, mà khác với cả cái anh bạn bên trên đấy nha. Thế còn cái pass với cả cái convert to in này nó khác nhau như nào? Như vậy là pass và cái share pass này nó khác nhau rồi nhé. Anh thì cho phép nhập bằng cái share pass này, cái nhập liệu, còn nếu nhập sai thì nó không có gây ra lỗi. Còn cái pass nó nhập sai là lỗi đấy. Còn pass với cái convert to in 32 nó khác nhau cái gì chứ? Trong trường hợp mà cái convert to in 32 này, như thế tôi đã giải thích từ lúc nãy là nó lại convert to in 32, thì ở đây trong trường hợp cái ứng dụng của ta được viết và nó đang nên ở trong tình huống nó đang chạy trên console, hay là nó gọi là console app, nếu ta muốn nó có thể chạy được cả trên trên một cái dạng app khác, ví dụ như là WinForm chẳng hạn, thì cái cách thức này là cách thức ta sẽ cần dùng đến đến bởi vì là nó sẽ convert sang in32, thì tức là ở cái dạng app nào nó cũng hiểu được nha, nó cũng hiểu được, nhưng mà đối với cái pass và cái share pass thì nó không hiểu nha. Vậy vậy thì trong trường hợp mà nếu như cái app của ta nó chỉ đơn giản là chạy trên cái môi trường này thôi, con số app bình thường, nó không không phải là viết để nó chạy trên các nền tảng khác nhau, thì ta sẽ dùng pass hoặc là share pass. Pass và share pass. Còn nếu mà muốn viết nó và nó chạy được trên các nền tảng khác nhau ấy, thì lúc này ta sẽ dùng cái convert này. Thế câu hỏi đặt ra là thế tại sao ở đây mình không dùng luôn cái try pass để đỡ bị ảnh hưởng bởi cái lỗi mà pass gây ra, là bởi vì là thực ra ở đây trong những tình huống mà ta nhập liệu cho dữ liệu mà ta không quan tâm lắm về cái việc mà dữ liệu đó nó nhập bị sai hay không sai, sai cũng được mà không sai cũng cũng được, thì đâu đó ta dùng cái try pass này. Còn trong trường hợp mà bởi vì sau đấy thì nó sẽ không ảnh hưởng gì mà không ảnh hưởng gì đến chương trình. Tuy nhiên đấy, thì nếu như ta muốn ta muốn rằng là cái việc nhập liệu đấy, dữ liệu nhập vào nó phải đúng chuẩn, đúng không? Đúng chuẩn, nó phải đúng là một số float, nó không phải là chuỗi chẳng hạn, đúng không? Nó không phải là chuỗi, thì khi này chúng ta sẽ dùng cái pass này. Nhưng vấn đề là nếu mà người ta lại nhập một số sai, với sai mà ta nhập một giá trị sai thì rõ ràng cái pass này nó phát sinh cho lỗi. Thì thực ra là C# nó đã xây dựng sẵn cho ta một cái cơ chế hay một cái công cụ để ta sẽ dùng nó vào cái việc kiểm soát việc nhập liệu bị sai rồi. Thì lúc đó ta sẽ dùng những công cụ đấy kết hợp với cái pass này để ta sẽ xử lý đó nha. Còn trong trường hợp mà dữ liệu nhập vào nó có thể là đúng đúng với double hoặc có thể là không đúng với double, thì lúc đó ta không quan tâm với cái điều đó, ta dùng cái try pass này. Còn nếu mà ta bắt buộc nó phải là float chẳng hạn, là phải là kiểu dữ liệu đấy, lúc đó ta dùng cái pass này. Và kết hợp thêm với một cái cơ chế nữa mà chúng ta sẽ học tới đằng sau, đó là cái cơ chế try pass à try try catch, chúng ta bắt loại lại lỗi khi xảy ra. Rất nha. Giờ giờ ta sẽ dùng nhà số này ta sẽ nói đến cái phép toán số học nha.
operated. Thì nói chung các vectơ do của trong C# nó cũng tương tự như trong C thôi, ta có phép cộng này, phép trừ này, phép nhân này, phép chia là dư. Phép lấy căn bậc 2 tau tương tự như trong C. Ví dụ ta có in D bằng 9 phẩy C E bằng 5. D chia E. D chia 9 chia 5 được 1 này. Tức là nó cũng ở dạng là chia chia nguyên giống như C nhỉ. Chia lấy phần nguyên đấy. 9 chia cho 5 được 1 chia 4 đấy. 1 chia 4 thì cái 1 là phần nguyên, 4 là phần dư đấy. Đấy. D chia cho E nó là 1. Mình muốn nó ở dạng là chia lấy giá trị thật thì chúng ta sẽ có ép kiểu, ép kiểu sang float. Đó, ta sẽ được 1.8 này. Còn nếu mà chia lấy dư thì ta sẽ dùng cái phần trăm này. Đó, ta sẽ được cái 4 này. Nhưng mà cái phép toán phần trăm ở trong C# ấy, ví dụ như ở trong C thì là cái phép toán phần trăm nó sẽ chỉ dùng cho số số nguyên thôi. Đó, nó chỉ dùng số nguyên thôi. Tức là cả tử và mẫu nó phải là số nguyên. Nhưng mà đối với C# thì nó có thể dùng cho bất kỳ số kiểu gì. Float cũng được, và double cũng được. Thế rồi tính căn bậc 2. Căn bậc 2 của D chẳng hạn. Thì ta có mat.xqlt nhé. Rồi lấy lũy thừa. Matchpole của E,2 chẳng. Lúc này chúng ta sẽ không khai báo thư viện giống như trong C, chúng ta không khai báo thư viện đây, thư viện mat đâu, mà là chúng ta dùng luôn nhỉ. Dùng luôn cái lớp mat chấm luôn. Như thầy nói từ đầu là các cái method, các cái hàm xây dựng ở trong C# bao giờ nó cũng nói chung tất cả các cái ký tự đầu tiên của các cái từ của cái hàm đấy đều viết hoa hết. Nên SQLT thế nhé, viết hoa hết.